mời Đô Huy Hoàng Hà Nội, Đô Thành Tân Vĩnh Phúc vào tế, trọng tài trống Phạm Quỳnh Tung, trọng tài viên Nguyễn Tiến Bảo, Nguyễn Văn Dự. Trận thi đấu hạng cân 75, Đô Huy Hoàng Hà Nội khố đỏ, Đô Thành Tân Vĩnh Phúc khố xanh, hai đô bảo sớm, hai đô xe đại. Bắt đầu.
Trận thi đấu tiếp theo hạng cân trên 85